Thưa quý vị, sáng nay tại Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Quốc Sơn cùng lãnh đạo các bộ ngành, một số địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Phát biểu mở đầu hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng khi Đà Nẵng được Ban Kinh tế Trung ương lựa chọn để tổ chức hội thảo quan trọng về phát triển ngành dịch vụ. Bí thư Thành ủy cho biết, sau khi chuyển trạng thái thích ứng, đến nay kinh tế xã hội Đà Nẵng đã có bước phục hồi tích cực. Đặc biệt du lịch nội địa đã phục hồi mạnh mẽ và tăng cao hơn năm 2019. Thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị cũng như chỉ đạo trong buổi làm việc mới đây của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng luôn xác định ngành dịch vụ du lịch là trụ cột và là hướng chuyển dịch trọng tâm, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Qua 25 năm trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố được đầu tư tương đối đồng bộ và toàn diện để phục vụ cho các ngành dịch vụ công nghiệp như sân bay quốc tế, cảng biển, đường sắt, đường cao tốc, đường quốc lộ và đã hình thành được hạ tầng công nghiệp, công nghệ, thông tin tương đối phát triển so với khu vực. Những chủ trương, định hướng và những bước đi của thành phố như trên rất phù hợp với chủ đề hội thảo ngày hôm nay và sẽ là nền tảng, là động lực để thúc đẩy xây dựng phát triển ngành dịch vụ nói riêng và kinh tế xã hội của thành phố nói chung trong thời gian tới. Kết quả của hội thảo là một trong những cơ sở quan trọng để Ban chỉ đạo xây dựng hoàn thiện đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 sắp tới. Đồng thời cũng là những cơ sở để thành phố Đà Nẵng nghiên cứu tiếp thu trong quá trình thực hiện các mục tiêu xây dựng thành phố theo yêu cầu của nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã đề ra. Với sự tham gia của 250 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, hội thảo sẽ tập trung đi sâu, phân tích, làm rõ kết quả đóng góp của ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong 35 năm đổi mới, nhất là từ năm 2010 đến nay. Đồng thời, nhận diện những xu thế phát triển và vận động chuyển dịch cơ cấu của các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành dịch vụ, trong đó bao gồm ngành dịch vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số cho phát triển các ngành dịch vụ. Các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế và các tổ chức quốc tế tập trung làm rõ các vấn đề về xu hướng du lịch toàn cầu và ý nghĩa đối với Việt Nam, cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đề xuất kiến nghị phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Các ý kiến trao đổi và kiến nghị đề xuất tại hội thảo sẽ được tổ biên tập đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp thu tổng hợp để phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện đề án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại hội nghị lần thứ 6.